Dạ con chào cô. Cô đi viếng mộ cậu Năm phải không cô? Cô đi viếng mộ cậu Đi Năm phải viếng không? mộ cậu Năm. Dạ, cô thấy cái dù đó không? Đó, là mộ cậu Năm nha. Rồi thôi con chào cô nha. Con chúc cô buổi sáng tốt lành. À, 15 m đang thấy hình như là các anh bên Hoa Viên đang xuống để chuẩn bị là dọn dẹp. Cái đầu tiên chắc có lẽ là những cái điện quạt đèn nè sẽ dọn trước. Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn. Vui nào cũng sẽ tan, À, cuộc vui tiệc nào cũng nào sẽ cũng tàn. tan, Tình nào thì cũng sẽ tan. Ủa? Là qua sao anh? nó qua nó quay gì được nhiều đâu, Sao anh không qua quay? là cô chung là quay không được gì đó, Nhạc đúng không? nhạc lại thứ hai là Thì hôm nay thì bên qua Hoa là Viên. đi luôn qua tệ đèn thì là không có chung đâu, Không. chung con cho nó không có đi đâu nào chung qua đi đèn. Em quay được con cái này đó. Bây giờ là các chú xuống dọn sân khấu. Anh đang like anh Minh. À, mộ cậu Năm hôm nay có nhiều khách viếng nha, sáng nay được 4 khách nè, 4 khán giả. Mà hôm qua em thấy cái màn hình LED nhưng không có sử dụng phải. Ủa là mấy anh đi đi viếng mộ trong đây mà đúng không anh? Hả? Viếng mộ chú với anh? À, viếng mộ chú rồi. Vậy là sáng nay mộ cô Năm viếng khách đông mà. Buổi tiệc nào cũng tan. Cho nên hôm nay là cái ngày tan. Cho nên các Nay chị anh không về có xuống bán tháo hả? dỡ. Ôi bữa nay 15 chị mặc áo màu ba đẹp quá. Chị hay đến đây để thắp hương cho chú. Từ lúc mà chưa rắc mộ. Ngộ ghê á. Cái lúc mà ráp rạp thấy sơm ghê, mà cái lúc mà tháo rạp mà em thấy không sơm chút nào hết, thấy buồn hơn. Bây giờ 15 m để cái điện thoại ở đây đi ha, để quay toàn cảnh tháo rạp cho bà con cô bác xem. Quay gì? Bữa nay là anh Minh có cúng hai bạn trai. Bữa nay cũng lớn nha. Đúng rồi. Ủa mà sáng mấy đạp hả? Ra là chờ gần cúng đem Một lát đem rạp lớn ở trong 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 trọng á. Này nó 15 m nó vui hay nha. Thật ra rạp mà mình thuê để cúng cậu là rạp nhỏ, rạp 4 4 x 4 là 16 m². Hải sáng là mộ cho cậu chứ Hải. Qua vô thấy mới vừa la đi vô cái tự nhiên cậu luôn mất tiêu. Ủa? Đâu nó mất Là tiêu. sao? Cái tượng á, À, cái cái tượng tượng con hả? gái hả?
Vậy là em vô trễ rồi. Buồn bã qua giờ luôn không muốn quay. Qua chiều qua em vô dạ, thấy mắt cái tượng là mắt cậu đi đâu mất tiêu rồi thôi không quay luôn, đúng ngang cậu thôi đi lại về. Rồi buồn không? Buồn chứ sáng giờ không muốn quay. Thật ơi, sáng giờ muốn quay luôn. Tưởng là em tưởng để lại là sao? Buổi chiều á là vô thấy mắt tượng rồi thấy vậy thôi. Không quay. Cái lúc chị Lon về á là à, sắp tới chắc còn một cái sự kiện đặc biệt nữa. Đó là số mà phải sách đi vòng vòng. Đó chính là sinh nhật của cậu Năm. Tổ lưu động ta rạp, tổ điện là tháo điện ha, mà tổ lưu động là tháo rạp. Áo áo màu xanh là tháo rạp, còn áo màu kia là tháo điện. Đúng rồi. Mà cái tổ màu xanh này là lá dựng rạp luôn cho mình. Tháo rạp, dựng rạp là bên tổ màu xanh. Đúng rồi. Đúng rồi, tổ đó là tổ quản lý đó. Đúng rồi, phải dọn cái sân khấu sớm để mà cho cái con đường nó lưu thông lại chứ. Hôm nay đi thiêu tốn xăng quá trời nhiều luôn. Tại đi vòng. Thế anh nghĩ sắp tới đây sinh nhật của cậu rất là hoành tráng nha. 10 tháng 12 ngày nào cũng vậy. 10 tháng 12. 10 tháng 12 là còn để coi bao nhiêu tháng nữa. À tháng 9 rồi. 3 tháng 12 ngày nữa. Chụp hình kỷ niệm à, kỷ niệm lần cuối với cậu. Tại ủa em không có chụp hình hả? Không. Sao bị yếm? Gì kỳ vậy? Người ta thấy hình, ta thấy hình bị yếm. Đã khùng rồi mà bị yếm nữa chắc chết luôn. Ủa cái đó nó chạy hết hồn. Gọc dây điện nó chạy mạnh hết hồn. Rồi, vậy là xong rồi. Không tắm đó. Bỏ thì xin lỗi. Kỷ niệm. Vậy là cái tắm này đem đi rồi.
thấy cái cảnh tháo rạp dẹp sân khấu nhìn quá buồn luôn. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy làm như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.